Phần 2. Tổng quát chung về quản trị doanh nghiệp Chìa khóa số 6. Bánh đà quản trị doanh nghiệp bài bản Muốn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản và bền vững, trường tồn, trước hết người chủ doanh nghiệp hay các nhà quản trị cần phải nhìn được bức tranh toàn cảnh về quản trị doanh nghiệp. Khi chúng ta quản trị doanh nghiệp mà lại không nhìn được bức tranh toàn cảnh ấy thì cũng sẽ giống như câu chuyện thầy bói xem voi mà thôi chuyện kể rằng có mấy ông thầy bói mù không nhìn được con voi như thế nào nên chỉ dùng tay sờ các bộ phận con voi rồi phán thầy thứ nhất phán rằng con voi giống như cái cột đình khi thầy sờ vào chân nó thầy thứ hai sờ vào tai voi thì bảo con voi như cái quạt nan nhưng thầy thứ ba lại sờ vào cái đuôi của con voi thì bảo rằng hai thầy kia sai hết con voi đâu phải như cái cột đình cũng chẳng phải cái quạt nan mà nó giống cái chổi sể thầy thứ tư thì lại sờ vào cái vòi rồi phán con voi sun sun như con đỉa Mỗi một thầy đều có một góc nhìn riêng thông qua lãng kính của chính mình khi nhìn con voi mà đưa ra các quan điểm, khái niệm khác nhau về con voi đầy đủ. Tương tự, đối với quản trị doanh nghiệp, rất nhiều người khởi nghiệp tới từ những mảng chuyên môn khác nhau. Có những người từ bán hàng đi lên, có người từ tài chính xuất hiện, có người lại lấy kỹ thuật sản xuất làm tiền đề. Thậm chí, còn có những người tách từ khối doanh nghiệp nhà nước ra mở doanh nghiệp riêng. Họ dựa vào những gì bản thân đã biết, đã trải nghiệm, Thông qua lăng kính của bản thân để xây dựng hệ thống quản trị cho doanh nghiệp mình, cho nên có thể họ sẽ có cái nhìn thiên lệch về hệ thống quản trị. Amacao cũng không phải ngoại lệ, xuất thân từ một gia đình làm nông, đi lên từ hai bàn tay trắng, may mắn được bố mẹ cho ăn học đại học, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển hệ thống, chúng tôi cũng đã phải trả giá để có được ngày hôm nay và vẫn đang ngày đêm chăn trở để phát triển không ngừng. Vậy làm thế nào để các bạn không mất 20 năm dài đằng đẵng như chúng tôi? mà vẫn có thể biết được, hiểu được và áp dụng thành công một hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản, chuyên nghiệp và doanh nghiệp mình. Tôi sẽ giúp các bạn điều đó thông qua cuốn sách này. Trước tiên, tôi muốn giới thiệu với các bạn khái niệm về một hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản, chuyên nghiệp, đầy đủ các yếu tố cấu thành là như thế nào. Hãy nhìn vào hình vẽ dưới đây, nó sẽ nói lên một cách đầy đủ và căn bản những yếu tố cốt lõi của quản trị doanh nghiệp. Tất nhiên, tùy thuộc quy mô doanh nghiệp mà mô hình quản trị có thể thêm hoặc bớt đi các bộ phận chuyên môn và vẫn còn những yếu tố ẩn ở đâu đó trong số các yếu tố này. Nhưng đây là những mảnh ghép căn bản nhất, trụ cột nhất trong hệ thống quản trị doanh nghiệp bài bản, một hệ thống quản trị doanh nghiệp mang tính chất khoa học thực tiễn. Trong mô hình này, vòng tròn ở giữa bánh đà là lãnh đạo doanh nghiệp, được coi là cỗ máy, engine, động cơ của toàn bộ bánh đà này. Ý chí và khát vọng của lãnh đạo được ví như kích thước và phân khối của động cơ. Có loại động cơ phân khối thấp cỡ động cơ xe máy, ý chí thấp, nhưng cũng có loại động cơ phân khối cao như động cơ BMW kép hay động cơ phản lực, ý chí khát vọng lớn. Người lãnh đạo đóng vai trò dẫn dắt để tạo ra sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, chiến lược, đồng thời lên kế hoạch và thiết lập những nội quy quy chế cho doanh nghiệp Việc họ cần quan tâm là làm sao để xây dựng được những quy trình, quy chuẩn, làm thế nào để ứng dụng được các công nghệ thông tin cũng như sổ tay văn hóa cho doanh nghiệp, hành lang vận hành hệ thống. Vì thế, người lãnh đạo chính là linh hồn của doanh nghiệp, cũng là hạt nhân của bánh đà. Đặc biệt, khi doanh nghiệp còn nhỏ và chưa có chỗ đứng, thì người lãnh đạo thực sự đóng vai trò quyết định trong việc vận hành bánh đà này. Xoay xung quanh lãnh đạo sẽ có những người giúp việc, những bộ phận hỗ trợ đắc lực, trong hệ thống quản trị, chúng ta có thể chia ra thành 5 bộ phận có chức năng quan trọng. Bộ phận quan trọng thứ nhất là quản trị marketing và bán hàng, Marketing and Sales Management, MNSM. Ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì marketing và bán hàng gộp là một. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp không có bộ phận chức năng marketing và thường là ông chủ, bà chủ kiêm luôn chức năng này. Nhưng khi doanh nghiệp phát triển đến quy mô nhất định, hai bộ phận này phải tách ra làm hai chức năng độc lập riêng biệt bộ phận quan trọng thứ hai là quản trị nhân sự human resources management hrm quản trị nhân sự chính là trụ cột về quản trị yếu tố con người trong doanh nghiệp bất kỳ doanh nghiệp nào dù ít hay nhiều cũng phải có người để vận hành để thực thi các công việc của doanh nghiệp tôi gọi bộ máy này là quản trị nhân sự human resources management bộ phận quan trọng thứ ba là quản trị tài chính financial management fm Bộ phận quản trị tài chính này đảm trách các đầu việc liên quan đến vấn đề huy động vốn, sử dụng vốn, khai thác và bảo toàn vốn, phát triển vốn và báo cáo những thông tin tài chính kế toán. Riêng bộ phận quản trị tài chính này bao hàm cả bộ phận tài chính và bộ phận kế toán. Bộ phận này cũng được coi là huyết mạch, là mạch máu của công ty. Ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hai bộ phận này thường được ghép làm một, đa số các doanh nghiệp gọi tổ hợp ấy là phòng kế toán. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp lớn dần và đạt đến một quy mô nào đó thì bộ phận tài chính và bộ phận kế toán sẽ tách ra thành hai chức năng độc lập. Bộ phận quan trọng thứ tư là quản trị sản xuất hoặc quản trị hoạt động, production or operation management, POM. Tên gọi sẽ tùy thuộc vào loại hình công ty, sản xuất, xây lắp, dịch vụ, thương mại. Nếu là công ty thương mại, dịch vụ thì bộ phận này sẽ được gọi là quản trị hoạt động, operation management, còn nếu là công ty sản xuất, xây lắp thì bộ phận này lại được gọi là quản trị sản xuất production management. Bộ phận này thực hiện các hoạt động chính yếu để tạo ra sản phẩm, có thể là vô hình hoặc hữu hình, dịch vụ. Các sản phẩm hữu hình thuộc về kiểu công ty sản xuất hay xây lắp. Tóm lại, để có được các sản phẩm đầu ra thì cần có quá trình vận hành, quá trình sản xuất, đó được gọi là quản trị sản xuất hoặc quản trị hoạt động. Bộ phận quan trọng thứ năm là quản trị nghiên cứu và phát triển, research and development management, R&D management doanh nghiệp nếu có mong muốn ngày càng mở rộng ngày càng phát triển và ngày càng hiệu quả hay có được lợi thế khác biệt trong cạnh tranh thì doanh nghiệp đó phải xác định đây là một bộ phận đặc biệt quan trọng ở doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không có bộ phận này và thông thường lãnh đạo chủ doanh nghiệp sẽ là người trực tiếp tư duy cách thức để giảm giá thành thay đổi đặc tính để sản phẩm trở nên khác biệt tạo ra những điểm đặc trưng cho sản phẩm dịch vụ của mình ngoài ra còn các nhiệm vụ như nghiên cứu xu thế nghiên cứu nhu cầu thị trường để tạo ra các hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ nghiên cứu để đầu tư phát triển tất cả những điều ấy được gọi là quản trị nghiên cứu và phát triển vừa phát triển về sản phẩm vừa phát triển về công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động chất lượng dịch vụ làm bất cứ việc gì để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Miễn sao cho doanh nghiệp phát triển hiệu quả, có sức cạnh tranh, đấy chính là những điều mà chủ doanh nghiệp và bộ phận quản trị nghiên cứu phát triển sản phẩm này sẽ phải làm cho doanh nghiệp. Phần lớn các tập đoàn tại những nước phát triển thì ngoài bộ phận quản trị nghiên cứu phát triển, họ còn thành lập cả một viện, trung tâm nghiên cứu. Trong viện nghiên cứu này, họ vừa nghiên cứu vừa triển khai làm thử để đưa ra sản phẩm cùng công nghệ mang tính đột phá. Các trường hợp điển hình có thể kể đến như tập đoàn Samsung, tập đoàn Toyota tập đoàn Hyundai, tập đoàn GE. Tất cả những tập đoàn lớn trên thế giới đều có viện nghiên cứu riêng. Vòng tiếp theo của bánh đà quản trị giống như lốp xe của bánh đà. Nếu bánh xe của chúng ta chỉ có nan hoa mà không có lốp, thì chắc chắn việc chuyển động sẽ vô cùng khó khăn, chạch choạc, thậm chí sớm muộn cũng sẽ hỏng cả bánh xe. Nếu chúng ta có thêm phần lốp, thì rõ ràng bánh xe đi bon hơn, nhanh hơn và êm hơn. Vậy vòng lốp xe bao gồm những yếu tố gì? Tại sao nó lại làm được như vậy? Vòng lốp xe mà tôi muốn nhắc tới chính là những yếu tố quản trị mềm, kết nối, kết dính các bộ phận với nhau và tạo thành một khối đoàn kết vững chắc, khoa học và nhất quán, từ đó dẫn bánh đà đi theo hướng đã định và không bị lệch đường. Sứ mệnh là một khái niệm cho biết công ty bạn được thành lập ra để làm gì. Cụ thể hơn, nó chỉ ra những lý do công ty đó ra đời, cùng căn cứ để nó tồn tại và phát triển. Sứ mệnh chính là bản tuyên ngôn của công ty hứa hẹn với xã hội, nó chứng minh tính hữu ích và các ý nghĩa trong sự tồn tại của công ty. Ví dụ như công ty Success Business của tôi ra đời để phục vụ và phụng sự hàng trăm ngàn chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân yêu thích phát triển kinh doanh và phát triển cá nhân, hàng triệu phụ nữ và trẻ em Việt Nam nhằm giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn và đấy chính là sứ mệnh của Success Business. Tầm nhìn là một bức tranh mà công ty muốn hướng đến trong tương lai, đó là những mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp trong 1, 3, 5, 10, 20 năm tới hoặc lâu hơn thế là 50, 100 năm tới. Chủ doanh nghiệp sẽ phải tự hình dung trong đầu rằng bản thân họ sẽ lái con thuyền doanh nghiệp của mình đi về đâu trong những năm tới ở tầm địa phương, tầm quốc gia, tầm khu vực hay tầm quốc tế. Tầm quốc gia thì đứng ở vị trí nào, top 10 hay top 1? và tầm nhìn càng cụ thể, càng rõ bao nhiêu sẽ càng giúp cho bánh đà của quản trị lái về phía đó dễ dàng hơn, luôn định hướng về phía đó và phấn đấu để đạt tầm nhìn. Giá trị cốt lõi là những giá trị mà lãnh đạo doanh nghiệp tôn vinh, một khi lãnh đạo đã tôn vinh thì tất cả các thành phần trong doanh nghiệp đó đều phải hướng đến và trân trọng những giá trị này. Chúng là thước đo về mặt đạo đức, nhân cách về những giá trị mà con người theo đuổi, ví dụ như trung thực, thật thà, chăm chỉ, yêu thương, trách nhiệm, kiên trì, không ngừng học hỏi, khiêm nhường, mỗi công ty, mỗi lãnh đạo sẽ có cái nhìn cùng quan điểm khác nhau về các giá trị và họ cũng sẽ tự xây dựng nên những danh sách giá trị khác nhau để theo đuổi. Đưa những giá trị này vào trong doanh nghiệp, trong hệ thống quản trị và dùng chúng làm kim chỉ nam, điều này sẽ giúp cho toàn bộ đội ngũ nhân viên trong công ty nhìn vào đó để tôn trọng, tôn vinh và không ai được phép phá vỡ những giá trị cốt lõi đó. Thông thường khi doanh nghiệp ở cấp vừa và nhỏ, nhìn chung lãnh đạo chưa để ý đến việc xây dựng những vấn đề như thế này, nhưng theo thời gian, họ sẽ dần dần từng bước, từng bước định hình các giá trị cốt lõi và chính những triết lý mà họ hay nói ra, có thể họ cũng không để ý, trên thực tế lại là các giá trị mà họ định ra cho bản thân, họ tôn trọng và họ cũng muốn nhân viên của mình noi theo. Bất cứ con người thành công nào cũng đều có những giá trị mà họ tôn trọng và họ sẽ không khoan nhượng đối với những giá trị đó. Tại tập đoàn Amacao, chúng tôi ngày càng làm rõ những giá trị cốt lõi để thu hút đúng người có chung giá trị và loại bỏ các cá nhân đi ngược lại điều mà công ty theo đuổi. Chiến lược là tập hợp các quyết định về mục tiêu dài hạn và những biện pháp thách thức con đường nhằm đạt đến các mục tiêu đó. Để đạt những mục tiêu dài hạn hay kể cả là mục tiêu trung hạn, ngắn hạn, thì doanh nghiệp sẽ phải xây dựng cho mình chiến lược kinh doanh. Vậy chiến lược kinh doanh là gì? chiến lược kinh doanh đòi hỏi chủ doanh nghiệp phải chọn xem doanh nghiệp mình đi theo hướng nào ví dụ chiến lược khác biệt hay chiến lược giá rẻ chiến lược kinh doanh tập trung vào thị trường cao cấp hay chiến lược kinh doanh đi theo hướng đại chúng lựa chọn của lãnh đạo rốt cuộc cũng phải phù hợp với mục tiêu đã đặt ra phụ thuộc vào sứ mệnh của doanh nghiệp vì vậy chiến lược kinh doanh có ý nghĩa quyết định trong việc định hướng mọi hoạt động của các phòng ban và những kế hoạch sau đó đều phải căn cứ vào chiến lược tối thượng này ở tất cả các lĩnh vực có bóng chân của tập đoàn Amacao thì sự khác biệt của sản phẩm, độc lạ, ưu việt hơn người là chiến lược hàng đầu để chúng tôi có thể chinh phục khách hàng cạnh tranh với các đối thủ lớn trên toàn quốc. Amacao luôn xác định rõ mình phải ở top 1, top 2, top 3. Chính những định vị này ấn định việc chúng tôi cần phải đầu tư nhân lực, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu hay các yếu tố khác nhằm hiện thực hóa mục tiêu đã lựa chọn. Khi tập đoàn Amacao còn ở quy mô nhỏ Hoạt động trong lĩnh vực xây lắp có cơ sở vật chất bên Đông Anh, một huyện ngoại ô Hà Nội thì chúng tôi cũng đã tạo ra sự khác biệt cho mình bằng cách chọn thị trường ngách là thi công các công trình hạ tầng nông thôn để tránh những ông lớn và khi cạnh tranh với các ông nhỏ khác, chúng tôi gắng sức tạo ra những dịch vụ mang tính khác biệt như tốc độ thi công nhanh hơn, chất lượng tuyệt hảo hơn, công trình hoàn thiện đẹp hơn và cách ứng xử với các đối tác công bằng hơn, chu đáo hơn. Kế hoạch có nghĩa là xác định trước phải làm gì làm như thế nào, làm vào khi nào và ai sẽ làm. Lập kế hoạch đồng nghĩa với việc bắc một nhịp cầu từ trạng thái hiện tại tới chỗ ta muốn tới trong tương lai nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Chúng ta cần phải vạch ra các kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn hay cụ thể hơn là các kế hoạch 5 năm, 3 năm, 1 năm, 3 tháng, 1 tháng, nhưng phải nhớ một điều rằng kế hoạch luôn phải gắn với những mục tiêu sứ mệnh và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Chúng ta có rất nhiều công cụ giúp lập kế hoạch nhưng ở đây, tôi không nói đến vấn đề ấy, tôi sẽ chỉ nhấn mạnh rằng trong kế hoạch, chúng ta phải vạch ra những công việc cần làm trong một khoảng thời gian nhất định, phải hướng đến những mục tiêu rõ ràng, phải giao cho những con người cụ thể và cung cấp cho họ các công cụ cùng nhiều yếu tố cần thiết để thực thi công việc. Kế hoạch ấy có thể là kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính. Nội quy quy chế là một yếu tố quan trọng trong một doanh nghiệp nếu chúng ta không nêu ra những nội quy quy định mà để cho nhân sự tự tung tự tác thì điều gì sẽ xảy ra ở đâu không có luật pháp thì ở đó sẽ hỗn loạn vì vậy bằng việc thiết lập nội quy người lãnh đạo cũng sẽ cài những mục tiêu doanh nghiệp vào trong đó mục tiêu về hiệu quả mục tiêu về tính chuyên nghiệp mục tiêu về sự bài bản nhằm định hướng các hành vi của nhân viên trong công ty sao cho họ có thể hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp với công ty mới thành lập thì thông thường họ không nắm được tầm quan trọng của nội quy và hay bỏ qua việc này, dẫn đến việc nhân sự làm việc tùy ý. Không có chế tài dẫn đến doanh nghiệp thiếu nề nếp, không quy củ và không có tôn ti trật tự trên dưới. Vì vậy, nội quy chính là hành lang pháp lý trong doanh nghiệp. Đất nước thì có luật pháp, còn doanh nghiệp thì phải có nội quy. Đó là lẽ tất yếu để quản trị doanh nghiệp một cách bài bản. Quy trình chẳng qua là quy trình thực hiện một công việc hay nhiệm vụ nào đó đã được quy định sẵn thông thường sẽ bằng văn bản để hướng dẫn nhân viên làm theo đảm bảo kết quả đầu ra theo đúng mục tiêu yêu cầu của doanh nghiệp và phục vụ công tác quản trị ví dụ quy trình xuất hàng quy trình đón tiếp khách quy trình về tạm ứng hoàn ứng quy trình soạn hợp đồng mỗi cá nhân sẽ có những kiến thức kỹ năng khác nhau dẫn đến cách làm việc khác nhau quy trình giúp cho người thực hiện công việc biết rằng trong một nghiệp vụ thì họ phải tiến hành những bước nào làm ra sao và cần đạt kết quả như thế nào nếu như không có quy trình thì sẽ có người xử lý theo cách A, có người xử lý theo cách B dù cùng thực hiện một hoạt động. Còn trong một doanh nghiệp bài bản thì dù là ai làm thì họ cũng đều phải tuân thủ tất cả các bước đã quy định. Người Việt Nam chúng ta có xu hướng thích làm tắt và hay bỏ qua các bước trong quy trình. Đây là lý do mà chúng ta không phát triển được. Muốn phát triển được, bộ người lãnh đạo doanh nghiệp phải viết ra những quy trình chung, giao cho các trưởng bộ phận lập quy trình mảng mình phụ trách. Sau đó ban hành tất tần tật quy trình để mọi người luôn tiến hành theo các bước công việc và hoàn thành đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Quy trình cũng là một trong những quy định mà doanh nghiệp đặt ra để làm hành lang cho nhân viên thực hiện theo và không bị trệch hướng khỏi mục tiêu doanh nghiệp. Việc lưu trữ các quy trình bằng bản cứng và bản mềm sẽ giúp doanh nghiệp không phụ thuộc vào người lập ra nó hay những nhân viên cũ rời đi hoặc tránh việc tam sao thất bản. Người đi, quy trình ở lại là nguyên tắc bất biến để giúp doanh nghiệp khi tuyển người mới có thể hướng dẫn họ thực hiện được 70% công việc, còn lại 30% cần học hỏi thêm. Chuẩn mực và định mức cũng là hai yếu tố mà tôi muốn nhắc đến. Thế nào là chuẩn mực, thế nào là định mức? Chẳng qua chúng ta làm cái gì cũng đều đặt ra tiêu chuẩn, định mức ấy là để dễ bề quản lý. Nếu không có tiêu chuẩn, định mức thì biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Tôi lấy ví dụ với trường hợp đi công tác chúng ta cho phép nhân sự ở cấp giám đốc được nghỉ trong khách sạn với mức phí là 300.000, 500.000, 800.000 đồng một ngày. Đối với hoạt động tiếp khách thì quy định một lần được chi bao nhiêu tiền. Tất cả đều phải có định mức, phải có chuẩn mực. Nếu không, sẽ rất dễ dẫn đến tranh cãi và chắc chắn quy định sẽ bị lạm dụng. Có rất nhiều tiêu chuẩn và định mức là do chính chủ doanh nghiệp, nhà quản trị tự đặt ra và nó hoàn toàn phù hợp với mong đợi và mục tiêu của doanh nghiệp. Ứng ừ dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị doanh nghiệp thời nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin đang khiến cho năng suất hiệu quả hơn rất nhiều. Có rất nhiều phần mềm quản trị như phần mềm kế toán, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm quản trị sản xuất, phần mềm quản trị kho, phần mềm quản trị khách hàng và nhiều phần mềm quản trị khác nữa phục vụ cho công tác vận hành và điều hành doanh nghiệp dễ hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trong điều kiện nền công nghiệp 4.0 như ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là yếu tố tạo nên sức cạnh tranh mạnh mẽ cho các doanh nghiệp. Sổ tay văn hóa có ý nghĩa lớn vô cùng. Chúng ta có thể thấy được yếu tố văn hóa doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh mẽ ra sao nếu như đó là văn hóa hiệu quả, văn hóa không ngừng học tập, văn hóa chăm chỉ, văn hóa yêu thương và văn hóa có trách nhiệm. Khi toàn thể công ty từ trên xuống dưới đều hướng tới những giá trị như vậy và vô hình chung theo từng ngày, công ty sẽ đi theo hướng tích cực. Còn công ty với những giá trị hỗn độn, giá trị lười biếng, giá trị nói dối, giá trị không khoa học, giá trị tiêu cực lấn lướt thì môi trường đó sẽ thật tiêu cực và đến cuối cùng chắc chắn công ty sẽ gặp rắc rối. Vậy nên, sổ tay văn hóa sẽ giúp người lãnh đạo truyền đạt ý muốn về việc nhân viên nên cư xử ra sao, làm theo hướng nào. Rồi sau đó, loại văn bản thần thánh này cũng có thể trở thành tài liệu đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền, giáo dục để tạo dấu ấn trong tư duy của cấp dưới, dẫn dắt hành vi của họ sao cho phù hợp với nếp văn hóa của toàn bộ doanh nghiệp. Môi trường vĩ mô là gì? Để xây dựng được một doanh nghiệp bền vững và hiệu quả, cũng như vận hành công việc kinh doanh một cách trơn tru nhằm đạt được những mục tiêu đã định thì bánh đa quản trị này nằm trong sự ảnh hưởng từ các môi trường vĩ mô. Môi trường vĩ mô ở đây có thể là môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường pháp lý, môi trường công nghệ, môi trường dân số địa lý. Cho dù bạn là một nhà quản lý cực kỳ giỏi nhưng khổ nỗi bạn nằm trong vòng xoáy của tâm bão kinh tế hay chính trị thì doanh nghiệp bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng theo, tùy thuộc vào điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô của đất nước. Các chủ doanh nghiệp luôn phải lưu ý để tâm quan sát những điều kiện kinh tế vĩ mô nhằm giúp cho công ty mình đi theo hướng phù hợp, thuận lợi, tránh phải đối mặt với những trận sóng bão như bão kinh tế, bão chính trị, bão pháp lý và bão dân số địa lý. Lời khuyên của chuyên gia, để có thể xây dựng được hệ thống quản trị bài bản, chuyên nghiệp và bền vững thì chủ doanh nghiệp và các CEO cần một hiểu được bức tranh tổng thể của hệ thống quản trị bao gồm các yếu tố chính yếu nào? 2. Hiểu được rằng bánh đà quản trị là một mô hình tổng hợp đầy đủ các yếu tố căn bản giúp tạo nên hệ thống quản trị bài bản cho doanh nghiệp. 3. Từng bước xây dựng các yếu tố có thể kiểm soát được trong bánh đà là phần nội dung cốt lõi của hệ thống quản trị. 4. Quan sát và hiểu thấu các yếu tố không thể kiểm soát, các môi trường vĩ mô để vận hành bánh đà sao cho hiệu quả. Tiến sĩ Tô Nhật Chìa khóa số 7. Quản trị là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị, nhưng nhìn chung dựa trên thực tiễn quản trị, chúng ta có thể định nghĩa đơn giản như sau. Quản trị là quá trình mà ta có thể nhìn thấy bốn hoạt động chính: plan lập kế hoạch, do thực hiện, check kiểm tra, action hành động. Plan lập kế hoạch, nếu có mục tiêu cần giải quyết thì chúng ta bắt buộc phải lập kế hoạch thực hiện. Nội dung kế hoạch đó gồm có những công việc cần làm, what, cần giao cho ai, who, khi nào phải xong, when. Cần những nguồn lực gì để giải quyết? How many? Hết bao nhiêu chi phí để giải quyết? How much? Do thực hiện. Dựa vào kế hoạch đã lập, chúng ta triển khai thực hiện những công việc đã định trước. Những công việc này được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm đã chỉ định, hạn chót và những nguồn lực đã được nêu trước. Tổng hòa tất cả các yếu tố này lại chính là quá trình thực hiện. Check kiểm tra, có nghĩa là kiểm soát quá trình triển khai các kế hoạch. Chắc chắn trong quá trình thực hiện sẽ có những hoạt động bị trạch hướng hoặc không đạt được mục tiêu đặt ra như lệch thời gian, không đạt tiêu chuẩn, chi phí tốn kém hơn so với dự kiến, các sự cố ngoài mong đợi, vân vân. Vậy để đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện theo đúng như những gì chúng ta mong đợi, cần phải có khâu kiểm soát, tức là trong quá trình thực hiện, chúng ta phải lồng ghép kiểm tra, giám sát và quá trình này sẽ có nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như báo cáo, kiểm tra độc lập, giám sát tại chỗ, rất nhiều chủ doanh nghiệp cứ nghĩ đơn giản rằng giao việc cho nhân viên cho cấp dưới là coi như xong và buông bỏ công tác kiểm soát giám sát đây là nguyên nhân căn bản dẫn tới sự thất bại thảm hại trong quá trình thực hiện có rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan nảy sinh có thể dẫn đến rủi ro khiến kế hoạch và mục tiêu quản trị không được thực hiện qua kinh nghiệm quản trị tôi có thể nói rằng con người vốn dĩ có nhiều tính xấu như lười biếng tham lam ăn cắp ăn trộm không tuân thủ quy định đặc biệt là các lao động thủ công và nhân viên trình độ thấp chưa rèn luyện qua môi trường công nghiệp. Chính vì vậy, rủi ro luôn rình rập và bạn chỉ cần lơ là không giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động thì bạn sẽ có khả năng phải hứng chịu những hậu quả khôn lường. Bạn luôn luôn phải đa nghi, đặt ra nghi vấn để cảnh giác với mọi rủi ro có thể xảy ra, từ đó có các biện pháp kiểm tra thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Action, hành động khi chúng ta thực hiện công tác quản lý, chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh không nằm trong dự kiến, có nhiều hành vi của đội ngũ nhân viên đi ngược lại kỳ vọng chúng ta đặt ra. Vì vậy, đặt trong trường hợp có bất cứ vấn đề gì xảy ra mà ta mong muốn giải quyết ngay thì ta cần phải hành động để đưa quy trình vận hành vào đúng nhịp, tiêu chuẩn, tiêu chí đi đúng con đường mà chúng ta mong muốn. Tóm lại, PDCA Plan, Do, Check, Action là lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra kiểm soát và cần có những hành động sửa sai, khuyến khích các hành vi tích cực để bảo đảm mục tiêu sẽ hoàn thành một cách hiệu quả nhất như chúng ta đã đặt ra. Ngoài PDCA, tôi muốn giới thiệu với các bạn thêm một mô hình khác đã được tôi ứng dụng thành công trong cuộc sống cũng như trong doanh nghiệp của mình. Mô hình quản trị MTR, sứ mệnh tới kết quả. Nhìn vào mô hình bên trên, chúng ta sẽ thấy nó bắt đầu xuất phát từ sứ mệnh, mission, lý do mà công ty tồn tại và phát triển, từ sứ mệnh đó, doanh nghiệp hoặc cá nhân đặt ra các tầm nhìn, mục tiêu, vision, goals trong tương lai, tương lai gần, tương lai xa, tương lai rất xa. Đó là tầm nhìn 1 năm, 5 năm, năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm và thậm chí có thể là tầm nhìn 50 năm, 100 năm. Trên cơ sở tầm nhìn mục tiêu trung hạn, dài hạn như vậy thì công ty sẽ đặt ra những chiến lược, strategy thích hợp để đạt được chúng. Trên cơ sở đó, chúng ta phải vạch ra những kế hoạch, plan, kế hoạch 5 năm, kế hoạch 3 năm, kế hoạch một năm, kế hoạch một tháng hay kế hoạch một tuần. Tất cả những cái này tôi đều gọi là kế hoạch, plan. Chúng sẽ có những mục tiêu cụ thể, những hành động bắt buộc phải làm được sắp đặt theo trình tự nhất định, được giao cho những con người cụ thể, được đặt thời hạn phải hoàn thành, được trao cho nguồn lực cần thiết để thực hiện thật hiệu quả. Từ đó, tổ chức thực hiện kế hoạch, implementation, triển khai các bước theo kế hoạch đã định để đạt được mục tiêu đề ra. Sau đó là bước control, nghĩa là kiểm soát, trong quá trình kiểm soát này chúng ta phải dựa trên cơ sở sứ mệnh mục tiêu chiến lược và tầm nhìn cùng các kế hoạch tiêu chí về chất lượng thời gian hiệu quả mà ban lãnh đạo và các chủ doanh nghiệp đã đặt ra nghĩa là cần phải có quá trình kiểm soát thông qua các hệ thống báo cáo hệ thống giám sát hệ thống kiểm tra độc lập hệ thống kiểm tra từ trên xuống dưới hệ thống kiểm tra thứ bậc hành chính và sau khi kiểm tra kiểm soát thì bên chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị sẽ thấy được trong quá trình thực hiện này có những mục tiêu không đạt được hoặc những nội dung kết quả khác so với những gì kế hoạch đặt ra lúc đó chủ thể quản lý sẽ phải kiểm tra lại xem sai ở đâu chỗ nào không hợp lý chỗ nào chưa hiệu quả có thể cần phải kiểm tra lại cả sứ mệnh của mình xem đã đúng chưa mục tiêu của mình có quá dễ không hay chúng có quá thách thức xa vời rồi phải hiệu chỉnh lại cho phù hợp nếu mục tiêu sứ mệnh đúng rồi thì cần kiểm tra xem chiến lược chọn lựa đã đúng chưa. Rất nhiều trường hợp chúng ta chọn lựa chiến lược sai dẫn đến việc đi lệch hướng. Thứ ta cần lúc này là phải tập trung vào đúng những thế mạnh của mình và đúng thứ ta đã chọn để không bị xa rời mục tiêu, sứ mệnh của doanh nghiệp. Tiếp đó, kiểm tra xem kế hoạch đặt ra đã phù hợp chưa, có tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có hay không và liệu kế hoạch đã được lập nên một cách chu đáo hay quá cầu thả. Khi tất cả những điều trên đã hợp lý, đã chuẩn chỉnh rồi, thì rất có thể vấn đề phát sinh sẽ nằm ở khâu thực hiện. Có thể do lơ là, có thể do quá trình triển khai không được quyết liệt, không được nghiêm túc, sát sao, dẫn đến tình trạng trạch choạc và không đạt được hiệu quả, mục tiêu và thời hạn đề ra. Tất cả những rào cản đó đều phải chỉnh sửa ngay để đưa doanh nghiệp hướng tới việc đạt được đúng kỳ vọng mong muốn. Đây chính là cách thức mà một người chủ doanh nghiệp hay một nhà quản trị cần lưu tâm, và ngay cả việc chúng ta quản lý cuộc đời mình cũng vậy hãy cứ nhìn vào mô hình này và bám sát vào chu trình quản lý để thực hiện bất cứ mục tiêu nào chúng ta hướng đến, để đảm bảo nhất quán với sứ mệnh, mục tiêu dài hạn, chiến lược và kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện, phải luôn kiểm tra các hoạt động, tác nghiệp xem thử chúng có phù hợp với các chuỗi giá trị ở trên hay không. Đấy chính là nguyên tắc quản trị và mô hình quản trị tổng quát MTR, Mission to Resolve để có thể giúp cho bạn đọc hiểu được rõ hơn mô hình xuất phát từ sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và chỉnh sửa sai sót, tôi sẽ lấy ví dụ về một đơn vị thành viên trong tập đoàn Amacao, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa châu Âu xanh, Europipe, do tôi làm chủ tịch. Xuất phát từ sứ mệnh của tập đoàn Amacao là tồn tại và phát triển để phụng sự, giúp cho xã hội, đất nước, cộng đồng có được cuộc sống tốt đẹp hơn và làm cho thế giới thịnh vượng hơn thông qua các sản phẩm chất lượng cao nhất của ngành và dịch vụ tuyệt hào. Để thực hiện được sứ mệnh này, chúng tôi đặt ra các mục tiêu trở thành đơn vị sản xuất ống nước và phụ kiện ngành nước nằm trong top 3 Việt Nam trong 10 năm đầu tiên và sau đó phân đấu trở thành top 1 sau 15 năm. Trong 15 đến 20 năm, công ty hướng đến ý tưởng xuất khẩu, không chỉ thay thế nhập khẩu trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Đấy chính là mục tiêu trung hạn và dài hạn của chúng tôi. Về mặt quy mô, chúng tôi nuôi dưỡng tầm nhìn phấn đấu trở thành công ty có doanh số hàng nghìn tỷ đồng trong khoảng 3 đến 5 năm tới đây. Để thực hiện được tầm nhìn sứ mệnh như vậy thì chiến lược của Europipe là hướng đến sự khác biệt, luôn tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và Europipe phải là số 1 về chất lượng tại Việt Nam. Lấy chiến lược khác biệt đó làm trọng tâm, chúng tôi làm tất cả mọi thứ xoay quanh sự khác biệt và chất lượng cao. Để đạt được chiến lược này thì chúng tôi phải liên kết với đối tác nước ngoài và sử dụng các chuyên gia nước ngoài để tạo nên yếu tố khác biệt. Đó chính là chiến lược của chúng tôi. Và từ chiến lược đó thì mọi kế hoạch chúng tôi đề ra đều phải phù hợp với tiêu chí là sự khác biệt cùng chất lượng châu Âu hào hạng. Kế hoạch mà chúng tôi đặt ra nhằm đạt được sứ mệnh tầm nhìn trên phải thực sự nhất quán với các chiến lược đang được áp dụng, nghĩa là các kế hoạch như kế hoạch sản xuất, kế hoạch đầu tư, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính, kế hoạch nghiên cứu và phát triển đều phải xoay quanh các chiến lược mà chúng tôi đề ra. Ví dụ về kế hoạch đầu tư của chúng tôi, khi chúng tôi định vị mình là một đơn vị sản xuất ra sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, chất lượng sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bản thân chúng tôi phải có sự khác biệt vượt trội so với các đơn vị khác như Tiền Phong, Bình Minh, thì chúng tôi cần phải làm gì? Ngay từ đầu, chúng tôi xác định mình phải đầu tư những dây chuyển hiện đại bậc nhất về đùn và ép nhựa của các hãng số một thế giới như Battenfeld, Cincinnati của Cộng hòa Liên bang Đức. Không những thế, dây chuyền máy móc này phải được sản xuất nguyên chiếc từ Cộng hòa Liên bang Đức để đạt được mục tiêu khác biệt. Song song với đó, chúng tôi phải mời những chuyên gia châu Âu và chuyên gia hàng đầu trong nước có nhiều kinh nghiệm để trực tiếp giám sát và triển khai các công tác sản xuất, kiểm soát chất lượng đảm bảo cho việc chúng tôi có thể đạt được đúng chuẩn đẳng cấp của châu Âu của Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi cũng phải có kế hoạch để tổ chức phát triển thị trường, tổ chức bán hàng cấp toàn quốc, nghĩa là chúng tôi phải có khách hàng ở miền Bắc sau đó mở rộng vào miền Trung và miền Nam rồi hướng đến các thị trường xuất khẩu, tất cả các khách hàng của chúng tôi đều phải theo trình tự như vậy. Ví dụ trong 4 năm đầu tiên, chúng tôi chỉ tập trung vào miền Bắc và sau đó đến năm thứ 5 thì chúng tôi bắt đầu mở rộng vào miền Trung và miền Nam. Đến năm thứ 6 là chúng tôi đã bắt đầu phát triển thị trường sang các nước xung quanh như Myanmar, Lào, Campuchia và hiện giờ chúng tôi đang định hướng sau khoảng 10 năm, công ty sẽ không chỉ dừng lại ở thị trường châu Á mà còn phải có kế hoạch phát triển sang các thị trường Đông Âu, Trung Đông và nhiều khu vực khác nữa. Đấy chính là kế hoạch mà chúng tôi phải triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu, tầm nhìn cũng như chiến lược của mình. Đến bây giờ, sau hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Europipe đã và đang đạt được kết quả như những gì chúng tôi đề ra. Europipe trở thành thương hiệu phát triển nhanh nhất trên thị trường và hiện được xã hội cùng người tiêu dùng đánh giá là một thương hiệu có khả năng thay thế hàng nhập khẩu, thương hiệu đạt chất lượng chuẩn châu Âu, thương hiệu mang lại những giá trị khác biệt. Đặc biệt, Europipe hiện là đơn vị duy nhất trên toàn đất nước Việt Nam đưa ra mức bảo hành sản phẩm lên đến 30 năm. Năm 2019, hệ thống đại lý phân phối hàng của Europipe đã có mặt trên toàn miền Bắc, miền Trung và đang mở dần vào miền Nam. Thực tế, mục tiêu xâm nhập vào thị trường miền Nam của Europipe đã được lên kế hoạch thực hiện vào năm 2017. Tuy nhiên, khi triển khai nghiên cứu và đánh giá thị trường chúng tôi nhận thấy rằng lực lượng nhân sự của mình chưa sẵn sàng cả về chất và lượng cho việc phát triển tại thị trường trong đó một rào cản nữa là đặc thù thị trường tiêu thụ miền nam sử dụng ống upvc theo tiêu chuẩn mỹ còn miền bắc lại dùng theo tiêu chuẩn iso do vậy chúng tôi phải thêm một khâu tiến hành gia công khuôn ống và phụ kiện theo tiêu chuẩn mỹ cho riêng thị trường miền nam việc gia công này sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu cùng các chi phí nguồn lực khác kéo theo khiến chúng tôi buộc phải điều chỉnh lại kế hoạch xâm nhập thị trường miền nam trong quá trình điều chỉnh lại chúng tôi cần phải giả soát xem đâu là thời điểm phù hợp nhất và cuối cùng đã đưa ra quyết định trì hoãn kế hoạch cho đến năm 2019 khi điều kiện về nhân sự về hình ảnh về việc thực hiện các khuôn mẫu đã chín mùi và vào năm 2019 chúng tôi đã chính thức xâm nhập được vào thị trường miền nam qua ví dụ trên chúng ta có thể thấy rằng trên thực tế dù có sứ mệnh và mục tiêu rõ ràng có chiến lược có kế hoạch thì trong quá trình thực hiện chúng ta vẫn vấp phải rất nhiều rào cản khiến kế hoạch không đạt được như mục tiêu kỳ vọng đề ra chính vì vậy chúng ta luôn luôn phải bám sát các giá trị mục tiêu chiến lược đã định vị để từ đó tìm ra giải pháp điều chỉnh các kế hoạch xoay chuyển hướng đi trong quá trình thực hiện sao cho phù hợp với thực tiễn nhằm đến được cái đích mà doanh nghiệp mong muốn Việc liên tục giả soát, điều chỉnh, xoay chuyển trong quá trình xây dựng doanh nghiệp là điều hiển nhiên và bắt buộc phải thực hiện. Bởi thị trường luôn thay đổi và luôn có những đối thủ cạnh tranh xuất hiện, họ cũng đang phát triển cùng chúng ta. Nói chung, có rất nhiều việc trong quá trình triển khai chúng ta phải vừa làm vừa điều chỉnh để đạt được kết quả như ý. Lời khuyên của chuyên gia Các nhà quản trị cần phải nắm được mô hình PDCA đại diện cho 4 giai đoạn của quản trị gồm 1. Giai đoạn plan, lập kế hoạch, gồm A. Đặt mục tiêu, và B. Phân bổ nguồn lực. 2. Giai đoạn do thực hiện, triển khai kế hoạch để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. 3. Giai đoạn check, kiểm tra. Có hai loại kiểm tra gồm A. Kiểm tra theo thứ bậc từ trên xuống và B. Kiểm tra độc lập. 4. Giai đoạn action, hành động chấn chỉnh Khi kiểm tra và thấy điều gì tích cực thì ta động viên, còn phát hiện cái gì không tốt, lệnh hướng, chạy mục tiêu thì phải có hành động chấn chỉnh ngay. Tiến sĩ Tô Nhật Chìa khóa số 8. Muốn doanh nghiệp của bạn chạy tự động thì bạn phải biết cách xây hệ thống. Nếu như bạn mong muốn có được một đế chế doanh nghiệp gồm nhiều công ty và các công ty đơn vị phải chạy tự động để bạn có thể rút ra khỏi các công việc điều hành hàng ngày, và nếu bạn mong muốn thực sự có được hệ thống doanh nghiệp bền vững theo thời gian, thì bạn nhất định phải xây dựng được một hệ thống vững chắc. Khi đó, nó sẽ thay bạn vận hành doanh nghiệp và giúp bạn đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Tôi lấy ví dụ cho 10 năm đầu tiên xây dựng và phát triển tập đoàn Amacao Chủ tịch kiêm người sáng lập Tô Văn Năm, anh trai ruột của tôi, đã vận hành doanh nghiệp theo hình thức tự thân quản lý toàn bộ các công việc, từ khâu đặt mục tiêu, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công việc, hầu hết đều do ông tự xoay sở. Ông có thể sát sao đến từng phòng, từng bộ phận, nhưng khi doanh nghiệp đạt đến một tầm quy mô nào đó thì không thể nào làm vậy mãi được, hay ngược lại, nếu cứ làm như vậy thì sẽ không thể lớn nổi. Tôi có đúc kết thành một mô hình gọi là mô hình tự động hóa doanh nghiệp 3P P thứ nhất là process quy trình, P thứ hai là people con người, P thứ ba là product kết quả, cái mà chúng ta mong đợi, nó có thể là sản phẩm cũng có thể là mong muốn nào đó của ta. Ví dụ kết quả trong trường hợp là tự động hóa doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động một cách bài bản mà không cần có sự tham gia của người chủ hay lãnh đạo và vẫn cho ra kết quả như mong đợi, tức là chúng ta có thể rút ra khỏi quá trình điều hành mà doanh nghiệp vẫn vận hành tốt, vẫn phát triển như mục tiêu đặt ra. Nhà máy rượu và nước Avia 3A, một trong các công ty thành viên của tập đoàn Amacao, tính đến thời điểm này đã tồn tại và phát triển được 11 năm. Ở những năm đầu, hội đồng quản trị trong đó có tôi đã trực tiếp tham gia sâu vào quá trình setup, thiết lập, sau đó sắp xếp bố trí nhân sự vào các vị trí và phải mất 4-6 năm để xây dựng được một hệ thống. Và khoảng 5 năm trở lại đây, tôi và anh trai đã không cần phải tham gia vào quá trình điều hành trực tiếp. Chúng tôi để ban giám đốc, ban lãnh đạo nhà máy rượu và nước Avia chủ động toàn quyền điều hành. Hàng năm, các kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng đều, và đó chính là mô hình mà chúng tôi áp dụng cho tất cả các nhà máy, các đơn vị. Với các đơn vị khác, các chủ doanh nghiệp khác, nếu các bạn mong muốn tạo ra sự bền vững và trường tồn, thì bắt buộc phải thiết lập được một hệ thống cho ra những kết quả đầu ra như chúng ta mong đợi. Để đạt được điều đó thì cần phải có hai yếu tố. Thứ nhất là process, quy trình. Thứ hai là people, con người. Ví dụ, quy trình sản xuất, quy trình bán hàng, quy trình mua hàng, quy trình xuất kho, quy trình tạm ứng và hoàn ứng. Khi chúng ta có đầy đủ các quy trình này rồi thì cũng cần có những con người vận hành quy trình đó để giúp chúng ta đạt được những mục tiêu đầu ra. Với mô hình trên, tôi lại liên tưởng đến một ví dụ đơn giản và thú vị như này. Đó là con bò và những cái xúc xích bạn mong muốn có những chiếc xúc xích thịt bò ngon lành đầu ra thì chắc chắn đầu vào bạn cần là những con bò bình thường nếu bạn chỉ làm cho gia đình mình ăn hoặc làm để biếu tặng hay để bán cho hàng xóm thì một mình bạn vẫn tự làm được những chiếc xúc xích có hương vị và chất lượng như nhau nhưng khi bạn muốn dành thời gian làm thêm những sản phẩm khác mở rộng quy mô để bán ra thị trường thì chắc chắn bạn cần phải lập những quy trình làm xúc xích đạt chuẩn để hướng dẫn người làm tìm nhân sự vận hành sản xuất các khâu tìm thị trường đầu ra bạn làm mọi thứ cho đến khi bạn có thể rút chân ra khỏi việc điều hành thì khi đó từ con bò người ta vẫn biết cách làm ra những chiếc xúc xích đúng như hương vị mà bạn mong muốn, bán được nhiều xúc xích hơn cho mọi người. Vậy, xây dựng doanh nghiệp bền vững chẳng qua là việc chúng ta phải thiết lập hệ thống và quá trình để xây dựng nên hệ thống này. Công việc ấy không phải ngày một ngày hai là xong mà nó cần rất nhiều thời gian, công sức để thiết kế và đưa vào vận hành và bạn phải liên tục điều chỉnh cho đến khi hệ thống tự chạy một cách trơn tru nhưng không phải vì hệ thống đã trơn tru mà có thể coi như xong. Nó vẫn phải liên tục được cải tiến tùy theo sự thay đổi của môi trường xung quanh cũng như xu thế kinh doanh. Đây chính là nguyên lý để bạn không chỉ xây dựng được một doanh nghiệp mà còn có thể xây dựng được 2, 5 hoặc 10 hoặc thậm chí hàng trăm doanh nghiệp. Tất cả đều xuất phát từ việc chúng ta phải xây dựng một hệ thống, từ đó ta nhân rộng lên hệ thống 2, hệ thống 3, hệ thống 4 cho đến hệ thống N giống như các tập đoàn quốc tế vậy. Lời khuyên của chuyên gia Chủ doanh nghiệp cần nhớ, một, để xây dựng được một đế chế kinh doanh thì người chủ doanh nghiệp phải hiểu cụm từ hệ thống và phải biết cách thiết lập hệ thống của riêng mình. 2. Hệ thống được vận hành bởi con người, thế nên khi hệ thống được thiết lập hợp lý và vận hành bởi con người phù hợp sẽ cho ra những kết quả như ý, đó chính là tự động hóa doanh nghiệp. 3. Hệ thống phải đơn giản để người ngu ngơ nhất cũng có thể vận hành nó. Tiến sĩ Tô Nhật Chìa khóa số 9 Bring the true value mang lại giá trị đích thực để tạo ra được một doanh nghiệp bền vững để giúp cho doanh nghiệp của bạn trường tồn thì điều kiện cần cho sự tồn tại và phát triển ấy chính là bắt buộc doanh nghiệp phải tạo ra được các giá trị, giải quyết được các vấn đề cho người khác hoặc cho xã hội, mang lại giá trị đích thực cho xã hội. Bring the true value to a society. Nhiều người khi khởi nghiệp cứ nghĩ tới làm giàu nhanh, qua đêm là có thể trở thành tỷ phú, bản thân họ chỉ nghĩ tới tiền, tiền và tiền. Tuy nhiên, khi một doanh nghiệp hay một cá nhân nào đó không đóng góp giá trị cho xã hội mà lại thu lại những khoản lợi ích thì hẳn là họ đang vay nợ xã hội và chắc chắn họ sẽ phải trả nợ cho đời, cho xã hội, cho cuộc sống, không hôm nay thì ngày mai, không năm nay thì năm sau, chắc chắn là như vậy. Vì vậy, để có được sự bền vững thì phải cống hiến, để được hưởng thụ thì phải đóng góp. Đóng góp ở đây chính là phải mang lại giá trị cho xã hội, phải giải quyết được vấn đề cho khách hàng của mình. Chủ doanh nghiệp nào giải quyết được càng nhiều vấn đề cho xã hội thì càng giàu. Ở tập đoàn Amacao, nhà máy rượu và nước Avia 3A của chúng tôi cung cấp cho xã hội những chai nước có vẻ ngoài đẹp mắt, chất lượng nước ngon và an toàn. Người tiêu dùng cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng những chai nước của chúng tôi bởi sự tinh tế, thời trang, sang trọng và độc đáo về hình dáng. Đặc biệt khi uống, khách hàng cảm thấy mát rượi và ngọt ngào. Đó là những giá trị mà chúng tôi đem lại được cho xã hội hay những ống cống bê tông mang thương hiệu Amacao à bền chắc theo thời gian, giá thành hợp lý, chất lượng đạt chuẩn châu Âu, đa dạng về sản phẩm và nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu của các chủ đầu tư hoặc các nhà thầu cần một lượng lớn sản phẩm trong thời gian ngắn. Những vấn đề đó chúng tôi hoàn toàn có thể giải quyết được cho khách hàng và xã hội, và đó là lý do chúng tôi tồn tại và phát triển. Hay những ống nhựa siêu bền của chúng tôi mang nhãn hiệu Europipe được bảo hành lên đến 30 năm, có thể thay thế các hàng nhập khẩu, trong khi đó giá thành lại rẻ hơn hàng nhập khẩu 15 đến 20%. Đó là những giá trị đích thực mà tập đoàn Amacao mang đến cũng như đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và xã hội. Nên nếu các chủ doanh nghiệp muốn xây dựng cho mình một đế chế kinh doanh bền vững và trường tồn thì điều kiện cần là hãy tạo ra các giá trị đích thực và phải giải quyết được một hoặc một số vấn đề cho xã hội cho khách hàng càng giải quyết được nhiều vấn đề cho xã hội, cho khách hàng, thì bạn càng trở nên thịnh vượng và xã hội sẽ càng trả cho bạn nhiều hơn. Lời khuyên từ chuyên gia, để có thể xây dựng được đế chế kinh doanh bền vững, thì bạn buộc phải tìm được các vấn đề, nhu cầu của xã hội, sau đó giải quyết chúng với mức giá mà xã hội chấp nhận được. Tiến sĩ Tô Nhật Chìa khóa số 10, bạn lái thuyền trong điều kiện như thế nào? khi các bạn xây dựng doanh nghiệp của riêng mình thì doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ bị chi phối bởi các môi trường xã hội như môi trường vĩ mô môi trường kinh tế môi trường chính trị môi trường pháp lý môi trường công nghệ môi trường dân số địa lý do vậy trong quá trình vận hành doanh nghiệp người lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp sẽ phải quan sát nghiên cứu nắm được các xu thế biến động của những môi trường nêu trên dự báo tình hình và có kế hoạch thay đổi phù hợp cho doanh nghiệp nếu không làm vậy thì khác nào mũ ni che tai nghĩa là làm ngơ và bàng quan mọi sự xung quanh, lúc ấy con thuyền doanh nghiệp của bạn có thể sẽ gặp phải tình huống rất nguy hiểm trên con đường tìm kiếm thành công. Những cơn bão, những cuồng xoáy do môi trường biến động tạo nên sẽ đủ sức quật ngã, đập nát con thuyền nếu bạn chưa đủ lớn hoặc bạn yếu ớt bị hút vào tầm bão mà không tìm đường tránh né để giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng tiêu cực của môi trường. Việc nghiên cứu các môi trường mà ở đó con thuyền doanh nghiệp của chúng ta bơi sẽ giúp người lãnh đạo tìm ra các biện pháp để thuận theo dòng nước, bởi bơi theo dòng sẽ giúp ta đỡ tốn năng lượng, bớt hao tổn công sức hơn. Còn nếu chúng ta cứ cố bơi ngược dòng, ngược sóng thì rất có thể con thuyền của ta vẫn tiến lên nhưng nó sẽ bị sóng cả lại và tốc độ di chuyển sẽ chậm đi, thậm chí trường hợp xấu nhất là con thuyền sẽ đi thụt lùi. Như các bạn đã biết, việc có những thông tin nhanh chính xác đầy đủ sẽ giúp cho quyết định đầu tư và lập chiến lược của các nhà lãnh đạo tránh sai sót. Do vậy, việc ứng dụng các phần mềm trò chuyện như Zalo, Skype, WhatsApp, WeChat tạo thành các nhóm chung để trao đổi nội dung công việc là cần thiết, giúp mọi người ở các cấp đang làm việc tại mọi vùng miền trên thế giới đều có thể nắm bắt thông tin, trao đổi tình hình công việc nhanh chóng, chính xác. Đây là sự ưu việt và xu thế phát triển tất yếu trong thời đại 4.0 này. Chúng tôi cũng nhanh chóng đưa ứng dụng WhatsApp vào danh sách những công cụ trao đổi công việc chính của tập đoàn Amacao. Và bất cứ nhân sự nào và làm việc trong hệ thống đều phải cài đặt nó bởi chúng tôi nhận thấy được những hiệu quả rõ rệt, khác biệt mà nó mang lại so với khoảng thời gian trước đó. Chúng tôi nhận thấy rằng công nghệ là chìa khóa để tạo ra sự khác biệt. Thế nên chúng tôi luôn tiên phong nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để tạo ra những thứ mà chỉ chúng tôi mới có, hoặc không thì chúng tôi phải nằm trong số lượng giới hạn những đơn vị ở Việt Nam sở hữu được. Tôi lấy ví dụ về ngành bê tông đúc sẵn. Amacao là đơn vị duy nhất ở Việt Nam ứng dụng công nghệ của Anh Quốc để sản xuất bê tông trang trí GRC, cốt sợi thủy tinh, đạt tiêu chuẩn của Anh và Mỹ, tiêu chuẩn 5 sao. Hai nhà máy nhựa Europipe của chúng tôi cũng là một trong ba đơn vị đầu tiên ở Việt Nam sản xuất được những sản phẩm ống nhựa có đường kính lớn nhất D1200, 1200mm và là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam bảo hành sản phẩm ống nhựa lên tới 30 năm vì chúng tôi đầu tư toàn bộ dây chuyền công nghệ hiện đại nhất của châu Âu. Còn nhiều ví dụ khác về việc quan sát môi trường công nghệ và nghiên cứu để ứng dụng công nghệ vào trong sản xuất kinh doanh ở tập đoàn Amacao nhằm tạo ra sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh. Nếu ai đã từng có cơ hội đến thăm Amacao, Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng chúng tôi liên tục đổi mới, không ngừng cập nhật những công nghệ tiên tiến và hiện đại, luôn đón đầu xu hướng phát triển của công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh so với đơn vị khác cùng ngành. Một ví dụ khác về sự tác động của môi trường kinh tế dẫn đến các quyết định khôn ngoan của nhà lãnh đạo. Năm 2010, khi lãi suất ngân hàng bắt đầu có xu thế tăng lên 13, 14, 15%, chúng tôi có một số tiền thu hồi khấu hao đang gửi ở ngân hàng để chuẩn bị cho đầu tư nhưng chưa dùng đến vì chưa tới thời điểm giải ngân, chúng tôi quyết định nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền đó sang mua vàng. Tại thời điểm đó, ngân hàng Techcombank lại có chương trình huy động vốn bằng vàng. Chúng tôi mua vàng năm 2010 với mức giá lúc đó là 26,5 đến 27 triệu đồng một cây. Chúng tôi gửi ở đó được khoảng một năm sau, khi chúng tôi cần rút ra để mua máy móc và thiết bị thì giá vàng đã lên tới 38,5 triệu đồng một cây. Trong khi lãi suất ngân hàng liên tục tăng lên tới 18 đến 19%, thậm chí còn lên tới 20% và hơn. Điều này làm cho đồng tiền bị mất giá nghiêm trọng. Vì vậy, khi chưa thể giải ngân để đầu tư máy móc thiết bị, chúng tôi không thể để tiền nằm chết trong ngân hàng và nhìn nó mất giá trị mà phải chuyển tiền thành vàng và nó đã mang lại hiệu quả rõ rệt như các bạn có thể thấy được. Có rất nhiều ví dụ khác mà môi trường vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp và lúc này người chủ doanh nghiệp phải có đủ bản lĩnh và nhanh chóng đưa ra các quyết định Chẳng hạn cũng vào năm 2012, khi đó nền kinh tế lên đỉnh của cơn bão khủng hoảng. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thu hẹp lại đầu tư, các công ty xây lắp cũng vì thế mà hoạt động hạn chế lại, nên những đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng như Amacao cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc làm bị giảm xuống và nhân sự bị dư thừa. Nếu chúng tôi không làm gì mà chỉ đứng ngơ nhìn hàng trăm con người làm ít vẫn được hưởng lương, thì hẳn là chúng tôi đã phá sản. Khi đó, Chủ tịch công ty đã kêu gọi mọi người hãy sẵn sàng thắt lưng buộc bụng. Bằng cách tất cả các cấp, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, xung phong nghỉ 2-3 ngày một tuần không lương và hoan nghênh một số vị trí nhân sự có thể nghỉ ở nhà một thời gian để làm việc riêng, chờ đến qua giai đoạn khủng hoảng sẽ quay trở lại làm việc. Thực sự đó là một giai đoạn đáng nhớ khi mà tất cả cán bộ công nhân viên từ trên xuống dưới đều vui vẻ và đồng thuận cao trong việc thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đó, rồi sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau để sau khủng hoảng lại vùng lên. Như vậy, chúng tôi vừa không bị mất nhân sự, vừa kêu gọi được anh em đồng thuận đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn khủng hoảng. Vậy nên, chúng ta phải xem xét về các môi trường xung quanh để từ đó thuận theo dòng nước, thuận theo sóng mà tiến lên để đỡ được những vất vả không đáng có. Lời khuyên của chuyên gia, chủ doanh nghiệp và CEO luôn cần phải 1. Quan sát, tìm hiểu và lắng nghe những chuyển biến của các môi trường xung quanh: môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường pháp lý, môi trường công nghệ, môi trường dân số, địa lý. 2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng tới hoạt động kinh doanh. 3. Chủ động phản ứng cũng như tìm ra cơ hội mới để duy trì và phát triển công việc kinh doanh của mình. Tiến sĩ Tô Nhật. Chìa khóa số 11, lõi của bánh đà quản trị là chủ doanh nghiệp. Muốn xây dựng và phát triển đế chế kinh doanh bền vững thì bạn phải hiểu mô hình bánh đà quản trị doanh nghiệp bài bản tại hình 10. Khi chủ doanh nghiệp thành lập ra công ty, phải xác định được rằng vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp cũng giống như động cơ của bánh đà quản trị. Khi doanh nghiệp mới thành lập, còn ở quy mô vừa và nhỏ, chưa vận hành tự động được thì tình hình doanh nghiệp khỏe hay yếu là do khả năng lãnh đạo của người chủ. Hay nói cách khác, sự khao khát chiến thắng và năng lực thực thi của nhà lãnh đạo có ý nghĩa quyết định tới vận mệnh của doanh nghiệp khi chủ doanh nghiệp có ý chí mạnh mẽ, lòng quyết tâm, khát khao càng lớn, tính thực thi càng quyết liệt thì năng lượng tiếp cho bánh đà này càng mạnh. Trong thời gian làm luận văn MBA, cao học quản trị kinh doanh tại Thái Lan và luận án tiến sĩ ở Đại học Tổng hợp London, tôi có nghiên cứu về các yếu tố quyết định tới sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nghiên cứu cho thấy, đa số các chủ doanh nghiệp thất bại thường đổ lỗi do thiếu vốn và do chính phủ không tạo điều kiện hoặc đổ lỗi cho cơ chế kinh tế. Nhưng thực tế kết quả nghiên cứu cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng, yếu tố quan trọng nhất quyết định tới sự tồn tại, tăng trưởng và phát triển là do ý chí và năng lực của người chủ, lãnh đạo doanh nghiệp. Xoay quanh lãnh đạo, lõi bánh đà quản trị là bộ phận giúp việc cho lãnh đạo. Dù là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ hay xây lắp thì cơ bản đều có 5 lõi quản trị chính: 1. quản trị bán hàng và marketing, 2. quản trị tài chính kế toán, 3. quản trị nhân sự, 4. quản trị sản xuất hoặc hoạt động 5. Quản trị nghiên cứu và phát triển. Khi chủ doanh nghiệp thành lập ra công ty thì điều đầu tiên và quan trọng số 1 là phải biết bán hàng và marketing. Không bán hàng thì không có tiền thu về. Với tôi thì bán hàng và marketing là quan trọng nhất. Tuy nhiên, mặc dù có rất nhiều người bán hàng và làm marketing giỏi nhưng đến khi ra tự lập doanh nghiệp lại không thành công. Lý do là chủ doanh nghiệp không có năng lực quản trị tài chính như quản trị về dòng tiền, tài chính kế toán. Trong số rất nhiều cán bộ của chúng tôi hiện nay cũng có nhiều chủ doanh nghiệp đã từng kinh doanh và phá sản, rồi sau đó chọn lựa con đường làm nhà quản trị chuyên nghiệp vì không phải ai cũng có thể làm chủ doanh nghiệp được. Chủ doanh nghiệp mong muốn tăng trưởng, phát triển, mở rộng quy mô, trở thành một đế chế kinh doanh thì bắt buộc phải biết quản trị nhân lực con người. Vì bản chất làm kinh doanh là trò chơi đội nhóm, nếu kinh doanh theo kiểu cá nhân, solo business thì đó chỉ là hình thức tự doanh và rốt cuộc cũng giáo mồ hôi là hết tiền. Còn kinh doanh theo mô hình hệ thống công ty, chuỗi công ty hay đế chế kinh doanh thì phải biết cách quản lý con người, điều hành con người và lãnh đạo con người. Kinh doanh là trò chơi đội nhóm. Quản trị sản xuất hoạt động cũng có vai trò không kém cạnh. Với bất cứ doanh nghiệp nào có năng lực bán hàng, marketing, quản trị con người tốt nhưng không có dịch vụ tuyệt hảo và sản phẩm không vượt kỳ vọng của khách hàng thì cũng coi như thất bại yếu tố cốt lõi là sản phẩm phải đáp ứng được yêu cầu của xã hội làm sao để khách hàng vui vẻ hài lòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm là bộ phận thực hiện chức năng đúng như tên gọi của nó tìm ra công nghệ và phương thức kinh doanh mới những thứ còn vượt trội hơn cả sản phẩm dịch vụ nhiệm vụ của bộ phận này là nghiên cứu cách thức công nghệ có thể giúp giá thành rẻ hơn tạo dịch vụ tốt hơn các tập đoàn lớn trên thế giới liên tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm phương thức mới để tạo đầu ra tốt hơn hoàn hảo hơn nếu chúng ta ngủ quên trong chiến thắng, trong khi xã hội liên tục phát triển thì chúng ta sẽ bị thụt lùi, bị xóa sổ khỏi thế giới này vĩnh viễn. Ví dụ, Nokia đã từng nắm giữ vị thế số 1 trên thị trường điện thoại thế giới, nhưng giờ nó đã bị xóa sổ. Đó là bởi họ chủ quan, không chú tâm vào việc nghiên cứu và phát triển, khiến họ bị lỗi thời trong cuộc đua điện thoại thông minh qua sự phân tích này ta có thể thấy một doanh nghiệp muốn vận hành được thì phải có người thủ lĩnh để kết nối các bộ phận lại với nhau nhằm thực hiện những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp để vận hành thì có năm lõi quản trị chính tôi gọi chúng là năm nan hoa trong bánh đà quản trị nếu ví doanh nghiệp như một cỗ xe mà chỉ có bánh và nan hoa thì xe vẫn đi được nhưng sẽ không thể đi nhanh bởi vì chúng ta thiếu lốp xe yếu tố nào tạo nên lốp xe tôi gọi đó là phần mềm nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng giúp bánh đà lăn với tốc độ cao làm thế nào để các nan hoa kết nối với nhau, lãnh đạo kết nối với nan hoa, kết nối với tất cả các yếu tố của bánh đà? Cụ thể hơn, lốp xe bánh đà là bộ phận mềm và sự kết nối giữa các nan hoa với lốp xe sẽ tạo nên sự hoàn chỉnh cho bánh đà. Như vậy, có 3 vòng tròn, lãnh đạo doanh nghiệp ở vòng trung tâm và được xem như linh hồn hay động cơ của doanh nghiệp, vòng 2 là lõi của hệ thống quản trị, vòng 3 là lốp xe để kết nối các bộ phận của bánh đà lại với nhau nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp tuyệt đối. Các yếu tố chi tiết cấu tạo nên phần lốp xe của bánh đà quản trị doanh nghiệp đã được nhắc đến trong chìa khóa số 6. Lời khuyên của chuyên gia 1. Các CEO và chủ doanh nghiệp cần phải có cái nhìn tổng quát về hệ thống quản trị bài bản để nắm được đầy đủ các yếu tố cấu tạo nên nó, từ đó việc vận hành mới hiệu quả và bền vững. 2. Lõi của bánh đà quản trị là lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, giống như động cơ của bánh đà. 3. Bánh đà quản trị có 5 lõi, nan hoa, chính yếu gồm quản trị bán hàng và marketing, quản trị tài chính kế toán, quản trị nhân sự hành chính, quản trị sản xuất hoạt động, quản trị nghiên cứu và phát triển. 4. Lốp của bánh đà gồm các yếu tố mềm, sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, giá trị cốt lõi, kế hoạch, quy chế, quy trình, tiêu chuẩn định mức, IT, công nghệ thông tin, sổ tay văn hóa. 5. Bánh đa quản trị này vận hành trong các môi trường vĩ mô gồm môi trường kinh tế, môi trường chính trị, môi trường pháp lý, môi trường công nghệ và môi trường dân số địa lý. Tiến sĩ Tô Nhật Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp giữa nghe và đọc sách sẽ giúp hiệu quả ghi nhớ và ứng dụng kiến thức và thực tiễn tăng lên đến 80%. Như vậy, nếu bạn chưa kịp sở hữu cho mình cuốn sách giá trị này thì hãy ra